Nguyên một vườn sầu riêng luôn anh chị. Tài cũng xin chào tất cả quý anh chị của chú ha. Thì hiện tại Tài đang có mặt tại xã Sa Bang, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu, để gửi đến cho anh chị và cô chú một sản phẩm bất động sản đất vườn, nguyên một vườn sầu riêng, và trên đất có một nhà cấp 4 ha. Và thửa đất vườn ngày hôm nay với tổng diện tích là 4.132 m², trong đó mình có 300 m thổ cư, và trên đất thì có sẵn một cái nhà 4. Ưu điểm của thửa đất vườn ngày hôm nay thì khá là gần với thành phố Hồ Chí Minh, rất là thuận tiện để cho anh chị di chuyển đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Ưu điểm thứ hai thì khá là gần với tuyến đường liên xã liên huyện liên tỉnh, đó là đường Ngại Giao Cù Bì ha, có tên gọi là quốc lộ 56B. Và ưu điểm thứ ba thì nằm trong một cái khu dân cư và rất là an ninh ha. Hiện tại cái đất vườn này thì chủ đã xuống hơn 70 gốc cây sầu riêng và trồng cũng được là 3 cho đến 4 năm rồi anh chị ha. Thì năm tới thì sẽ ra cho trái bói, cũng như là có những cây thì cho mình cái trái để mình thu hoạch rồi anh chị. Xin mời anh chị và cô chú cố gắng xem hết cái video, hết cái sản phẩm ngày hôm nay. Trước tiên thì Tài cho anh chị xem sổ ha. Tờ bản đồ là 76, thửa là sửa số 8. Tổng diện tích là 4.132 m², hình thức là sử dụng riêng. Mục đích sử dụng thì có 300 m thổ cư đất ở, còn lại là 3.832 m² là đất trồng cây lâu năm anh chị ha. Còn đây là sơ đồ hình dáng của thửa đất vườn ngày hôm nay anh chị ha. Sổ thì cũng khá là vuông vức. Đường thì đường vào tới đất anh chị ha, nhưng mà ưu điểm thì khá là gần với đường nhựa. Còn đây là thông tin quy hoạch của thửa đất. Một cạnh của mình thì được 75 m, cạnh bên kia được 61 m, cạnh bên này được 50 m, và ở sau thì được 74.7 m anh chị ha. Phía gần với cái lô đất của mình cũng có một cái con suối. Rồi, anh chị di chuyển theo cái trục đường bê tông này khoảng 200 m thì anh chị sẽ ra tuyến đường trục chính Ngã Giao Cù Bì ha. Nếu như anh chị muốn đi thành phố Hồ Chí Minh thì mình rẽ qua bên tay trái, mình đi theo con đường Bầu Cạn thì mình lên cao tốc Long Thành Dầu Dây. Còn rẽ qua phía bên tay phải thì anh chị sẽ ra ngay ngã tư của Đức Hiệp, đi về chợ Sa Bang, đi về những cái trung tâm mua sắm ở xã Sa Bang anh chị ha. Còn di chuyển theo cái hướng này thì anh chị sẽ vào những cái hộ dân cũng như những cái view đang được xây dựng ở cái khu vực này anh chị ha. Ở đây thì khu dân cư, điện nước, dây wifi đầy đủ rồi anh chị. Đó, cái đường vào đất của mình thì rộng khoảng là tầm 2m4, do cỏ thì mọc hai bên nên anh chị thấy cái đường nhỏ ha, nhưng mà thực tế là xe hơi của mình, xe 4 chỗ hoặc là xe 5 chỗ, xe 7 chỗ anh chị di chuyển thoải mái ha. Sau này anh chị sở hữu về thì có thể là mình đổ một cái con đường bê tông, hoặc là mình đổ một cái con đường đá cấp phối để anh chị di chuyển cho nó thuận lợi hơn ha. Trên đất của mình thì hiện tại có một cái nhà cấp 4. Tổng diện tích sàn của căn nhà này là 100 m², có 2 phòng ngủ, 1 phòng bếp, 1 phòng khách và có toilet anh chị ha. Rồi về phần ranh giới, đó, cái mặt của mặt này thì được là 74 m ha. Còn cái mặt bên kia được 61 m anh chị. Thì cũng giống như ở trên cái thông tin sổ sách cũng như quy hoạch Tài đưa cho anh chị cùng xem ha. Nói chung đất của mình thì khá là vuông vức. Đó, trên đất thì có sẵn một cái căn nhà cấp 4, cũng hiện tại cũng có một gia đình đang sinh sống anh chị. Chủ thì cũng cho sinh sống cũng như là coi vườn tược, tại vì chủ thì ở xa cũng không có thời gian để chăm sóc cái khu vườn, nên cũng nhờ anh chị chồng này để chăm sóc ha. Trên đất của mình thì cũng có giếng khoan, rồi có cái hệ thống tưới bét anh chị ha.
tổng cái gốc cây sầu riêng ở khu vườn mình thì tầm khoảng là 70 cho tới 80 gốc anh chị ha. Ranh giới thì đã rõ ràng, cũng đã rào lưới 40 xung quanh rồi. Từ cái vị trí của thửa đất vườn ngày hôm nay, nếu như anh chị ở thành phố Hồ Chí Minh di chuyển về xem thì mất khoảng là 60 cho đến 62 km. Còn nếu như anh chị ở thành phố Vũng Tàu, ở biển Vũng Tàu đó anh chị, di chuyển về đây xem thì mất khoảng là tầm 55 km anh chị ha. Đó. Và từ cái vị trí đất của mình mà nếu như anh chị di chuyển qua ngã ba Cẩm Mỹ hoặc là về quốc lộ 1A thì khá là gần ha. Sở Bang thì giáp ranh với Cù Bị, giáp ranh với Kim Long. Đó. Từ cái vị trí đất này, nếu như anh chị muốn ra những cái trung tâm mua sắm, những cái trung tâm hành chính của xã Sở Bang thì khá là tiện lợi. Nếu như anh chị sở hữu về mà mình có nhu cầu đi chợ thì mình có thể là đi chợ Đức Hiệp, chợ Sở Bang. Còn mình muốn mua sắm cho đầy đủ thì mình về tới trung tâm thương mại của xã Kim Long anh chị ha. Bán kính tầm 50m thôi là mình đã có Tạp Hóa, Bách Hóa, rồi những cửa hàng buôn bán thực phẩm như rau, củ quả, rồi nhà thuốc anh chị ha. Đó, phía nói chung là trồng sầu riêng, cây cách cây tầm khoảng là 5 cho đến 6 mét anh chị. Đó, ranh giới thì ngay cái chỗ cây điều đó anh chị cũng đã rào lưới 40 rồi ha. Nói chung là bốn mặt của thửa đất của mình đã xác định ranh giới rõ ràng rồi. Đó, về phần thanh ranh giới thì anh chị cũng không phải lo ha. Sổ thì cũng đã làm khu đo, cấp độ số mới. Anh chị muốn mua mà công chứng trong ngày thì cũng được. Mà anh chị muốn một tháng công chứng thì cũng được ha. Thì Tài cũng công khai cái giá cái thửa đất vườn ngày hôm nay cho anh chị và cô chú được nắm luôn ha. Thì lô đất vườn 4.132m2 này có 300m thổ cư, được chủ gửi bán với giá là 4 tỷ 6. Cái giá này thì chỉ có là bớt giấy tờ lọc lá để cho anh chị thôi ha. Hiện tại thì chủ cũng đang rất là thiện chí, cũng bán gấp để định cư sang nước ngoài. Nếu như anh chị cô chú nào mà xem video thấy cái sản phẩm ngày hôm nay đúng với cái nhu cầu của mình đang tìm kiếm thì liên hệ cho Tài, Tài sẽ tư vấn cũng như anh chị về xem đất thì Tài sẽ dẫn anh chị đi xem thực tế ha. Cái sầu riêng này thì có thể là năm sau cũng đã cho trái bói rồi anh chị. Đó, một cái vườn rất là đẹp ha. Ở đây thì ngay khu dân cư và cái tuyến đường của mình có hệ thống camera an ninh. Về cái phần an ninh thì anh chị cũng không phải lo ha. Và cái đất vườn của mình thì đất sạch 100%, không có dính mồ mả hay là gì anh chị ha. Nên anh chị cũng an tâm về cái vấn đề đó. Những cái sản phẩm của Tài review thì nếu như mà có vướng cái gì Tài sẽ báo ở trên video. Nếu như anh chị xem mà phù hợp thì mình liên hệ cho Tài, còn không thì mình có thể mình xem để mình giải trí cũng như để mình nắm được cái giá sàn hoặc là cái giá khu vực đất ở tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu anh chị ha. Rồi sau đây xin mời anh chị cùng xem cái vị trí ở trên Google Maps. Và đồng thời Tài sẽ dẫn anh chị đi tham quan một vòng từ ngay vị trí đất đi ra những trục đường chính ha. Rồi, còn đây là cái phần vị trí ở trên Google Maps ha. Cái phần vị trí này anh chị vui lòng kết nối Zalo hoặc là Facebook, Tài có thể gửi cho anh chị xem sổ sách cũng như những cái hình ảnh liên quan của cái thửa đất vườn ngày hôm nay ha. Đó. Cái tuyến đường này thì tuyến đường ngã giao Cù Bị anh chị. Đó, nếu như anh chị di chuyển lên đây thì mình sẽ ra trục đường chính của đường Sơn Hiệp 2 ha. Hoặc là có tên gọi là đường Bầu Cạn đó chị. Đó, mình có thể
di chuyển về quốc lộ 51 để mình đi lên nút giao cao tốc Long Thành Dầu Giây ha. Đó. Còn di chuyển theo hướng ngược lại thì anh chị sẽ về trung tâm của xã Sở Bang. Ở đây thì có chợ Sở Bang, trường trung học phổ thông Trần Phú. Đó, khu dân cư của Sở Bang ha. Đó, vị trí này thì nằm cũng khá lất rìa. Ở trên này thì ngã ba Cẩm Mỹ. Di chuyển thẳng trục đường này thì anh chị sẽ về quốc lộ 1A và lên cao tốc Long Thành Dầu Giây Phan Thiết ha. Đó. Rồi phần cuối video thì xin mời anh chị và cô chú theo chân tài đi tham quan một vòng xung quanh lô đất và cũng như kết nối giao thông ở khu vực này ha. Đó. Ở trên khu vực này, trên cái tuyến đường này thì cũng có những cái nhà vườn cũng như là khu dân cư ở rất là đông ha. Di chuyển một đoạn thì anh chị sẽ ra trục đường chính ngã giao Cù Bì, cũng như hồi nãy tài cũng phân tích ở trên cái phần Google Maps đó anh chị ha. Đó, rẽ hướng này thì anh chị lên Bầu Cạn đi về quốc lộ 51 để đi lên thành phố Hồ Chí Minh. Còn di chuyển theo hướng này thì anh chị sẽ về Kim Long, về Bộ Chính, về ngã giao ha. Còn di chuyển thẳng một trục đường này thì anh chị có thể về khu công nghiệp Sonarese Châu Đức, đường cầu xuyên nghề Sân Gôn Châu Đức ha. Ra tới đây thì trên cái trục đường này thì rất là nhiều những cái cửa hàng buôn bán phục vụ cho cái nhu cầu đời sống của con người đó anh chị ha. Đó, rẽ bên tay phải màn hình thì về Láng Lớn, đi thẳng thì về Kim Long. Tài thì đang di chuyển về Kim Long ha. Còn rẽ tay trái thì anh chị sẽ ra chợ, ra những cái trung tâm mua sắm lớn ở xã Sở Bang ha. Rồi thì video cũng khá là dài rồi. Tài cũng xin phép kết thúc phần giới thiệu thửa đất vườn ngày hôm nay. Cảm ơn tất cả quý anh chị cô chú và những anh chị nông nghiệp đã quan tâm theo dõi cái sản phẩm ngày hôm nay ha. Thấy video hay, bổ ích thì để lại cho Tài xin một lượt like cũng như một lượt đăng ký kênh để giúp kênh của Tài càng ngày càng phát triển và càng ngày có cái động lực ra những cái video chất lượng hơn cũng như những cái sản phẩm bất động sản sàng lọc kỹ lưỡng để cho anh chị và cô chú được chọn lựa ha. Chúc anh chị cô chú có một tuần làm việc thật là vui vẻ và thật là hạnh phúc bên gia đình của mình ha. Xin chào và hẹn gặp lại tất cả anh chị cô chú ở những video tiếp theo review bất động sản ở khu vực miền Châu Đức và Lùng Ven ha.